Chư thiên ngự trên hư không, ma địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều. Long vương thần lực có nhiều, động sinh hoan hỷ phước điều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Quyên thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bệnh lâu. Chúng con vui thú đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh. Nam mô Bích Tha Giá, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Ngài Trí Đức đã từ bi hoan hỷ thay mặt ông Đức Tăng truyền trao tâm quy bát quan trai giới đến hàng Phật tử của chúng con. Một lần nữa, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Ngài. Chúng con cũng thành kính đảnh lễ tri ân chư Tôn Đức đã quang lâm vào đạo tràng chứng minh cho chúng con được thọ trì vi giới. Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng đã cùng giới Nhật Quỳnh lễ bái Tam Bảo và thọ trì vi giới. Do phước mà chúng con đã trong sạch tạo được ra, chúng con kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là chư thiên hộ trì chánh pháp. Cầu mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ độ giáo pháp Đức Phật Gotama được bền vững lâu dài. Chúng con cũng kính dâng quả phước này đến với chư Tôn Đức. Nhật Quỳnh xin chia phước này đến đạo tràng pháp, mong rằng phước này trợ duyên quý ngài quý vị an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gotama. Nam mô Bích Tha Giá. Cũng do quả phước này trợ duyên chúng con phát sanh trí tuệ để chúng con tu tiến sớm đạt đạo quả giải thoát. Nam mô Bích Tha Giá. Nam mô Tham Ma Dạ Nam Tha Dạ. Con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh ngài Trí Đức từ bi hoan hỷ đăng đàn trở lại để chúng con được học từ vựng và duyên sự. Câu Pháp Cú Kinh 361. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Con kính dâng mít đến ngài. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mai, Nam mô Sang Thầy. Quý vị nghe rõ ha? Cơn bão số 8 chưa xong, đã cơn bão số 9. Mưa suốt cả đêm. Không biết rằng âm thanh quý vị nghe tốt không? Rồi cũng trời mưa, khí hậu cũng hơi khó khăn. Khuyên chân ngộ hôm nay bệnh rồi. Chúng ta biết khuyên chân ngộ thì thường thường rất là tinh tấn, trách nhiệm bổn phận, luôn luôn chu toàn ha. Một tuần đến với pháp hội một ngày, nhưng mà ngày nào cũng làm tròn bổn phận của mình. Có những ngày 29 tại chùa Ngọc Đạt này không có ai cả. Nhưng mà ngày 29 thì Quỳnh Chánh Ngộ vẫn đến. Rồi nói chuyện thắc mắc, rồi ăn cơm trưa xong rồi về. Nên chúng ta thấy Quỳnh Chánh Ngộ trẻ mà bệnh như vậy thì quý vị biết rằng khí hậu mùa này mưa bão rất là hơi dễ dễ bệnh lắm. Quần sư có bị ngập nước không? Ở ngoài sông thì ngập chứ, nhưng mà trong này thì không. Cả tuần, cả nửa tháng rồi chúng tôi thấy cũng được khỏe, dùng cháo, nhưng mà hôm nay nói được là tốt rồi ha. Bây giờ chúng ta đi vào bài học ngày hôm nay, câu Phật ngôn 361. Trước khi triển khai đề tài này, xin phép được tán dương ân đức Tam Bảo Ratanatayasawanda Mi Buddho Mahesi Arahang Tathagato Lokottamo Sappagaru Hicchetthako Lokassasattha Janadam Mokkho Vido Wanda Mahantang Narapu Janayatang. Như Lai giác ngộ pháp màu, ngài bậc trí thức không đâu sánh bằng, thoát ly từng áo trói trăng, tôi thường giáo chủ trí năng vô lượng, tử đế ngài đã tin tưởng, thông minh dạy bảo dân lương thoát trần, con xin đảnh lễ Phật ơn đáng cho thiên chúng nhân dân cúng dường.
tham mô bát đi bồ tát sát tu nô lô ca nam mật tha sa vi na ca ru cô tập phật nhu bút tháp bát đi phù thi sanh nhã tu văn đà ma hành tầng na ra phù cha này gia tầng pháp bảo vi ánh vàng như lai soi sáng vạt màn vô minh phá tan lầm lạc dũng sinh đầy nhân phật tổ quang minh rõ ràng. Con xin đảnh lễ pháp quang đáng cho công chúng nhân gian cúng dường. Sân khu quý số thù chú gá tá sá sá quá cô thích khá chú cà mô quá gá thầm bá thích khá cô niên đà bá sẵn sá lý á nà đá rô quá rô hoành đà má hành tầng đá rắp phù. Cha này giác tầng tăng bảo trên vô Phật đà tâm học mong rõ để mà thoát thân. Các ngài thanh tịnh lý trần xa lìa thể pháp phàm nhân ai bì. Con xin đảnh lễ tăng hy đáng cho công chúng nhớ ghi cúng dường. Ratana taya te che na se kha me e tu wa tha nang ta sa pi a nu pa we na sa ha sa ye na se chak tu. Cầu xin tam bảo uy linh cho con tấn hóa thông minh học hành, mong nhờ đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bụt Thầy Giả. Phần tán dương ơn đức tam bảo đã xong. Bây giờ chúng ta đi vào bài học ngày hôm nay ha. Quý vị nghe rõ ha. Rồi bây giờ bài học ngày hôm nay câu Phật ngôn 361. Quý vị còn nghe không? Alo 123 123. Thấy cái nick của xin trai Nhật Quỳnh nhảy lên trên ha. Không sao, còn nghe được là tốt rồi. Rồi, câu Phật ngôn 361. Ca dê nát sằng quá rồ xà thú. Ca dê nát sằng quá rồ xà thú. Ta về nát sằng quá rồ xà thú. Câu số 2. Xà thú hòa trà giá sằng quá rồ. Xà thú hòa trà giá sằng quá rồ. Xà thú hòa trà giá sằng quá rồ. Bây giờ chúng ta ôn lại hai câu này ha. Ta về nát sằng quá rồ xà thú. Xà thú hòa trà giá sằng quá rồ. Ta về nát sằng quá rồ xà thú. Xà thú hòa trà giá sằng quá rồ. Ta về nát sằng quá rồ xà thú. Xà thú hòa trà giá sằng quá rồ. Một câu hai xong ha. Bây giờ qua câu ba câu bốn. Manasa sằng quá rồ xà thú. Manasa sằng quá rồ xà thú. Manasa sằng quá rồ xà thú. Câu bốn. Xà thú sắp bát tha sằng quá rồ. Xà thú sắp bát tha sằng quá rồ. Xà thú sắp bát tha sằng quá rồ. Bây giờ chúng ta ôn lại câu ba câu bốn. Manasa sằng quá rồ xà thú. Xà thú sắp bát tha sằng quá rồ. Manasa sằng quá rồ xà thú. Xà thú sắp bát tha sằng quá rồ. Manasa sằng quá rồ xà thú. Xà thú sắp bát tha sằng quá rồ. Câu năm câu sáu ha. Sắp bát tha sằng quú tô thích khu. Sắp bát tha sằng quú tô thích khu. Sắp bát tha sằng quú tô thích khu. À câu sáu. Sắp bát đúc khà ba mốt cha ti. Sắp bát đúc khà ba mốt cha ti. Sắp bát đúc khà ba mốt cha ti. Bây giờ chúng ta ôn lại câu năm câu sáu. Sắp bát tha sằng quú tô thích khu. Sắp bát đúc khà ba mốt cha ti. Sắp bát tha sằng quú tô thích khu. Sắp bát đúc khà ba mốt cha ti.
sabbathasanguto bhikkhu sabbadukkha pamuccati. Rồi, như vậy là chúng ta đáp hai câu ha. Rồi, thành một bài học. Bây giờ chúng ta ôn lại qua dòng kinh từ trên xuống dưới. Ca ye na sang quá rô sa tu sa tu va cha ya sang quá rô manasa sang quá rô sa tu sa tu ba tha sang quá rô sap ba tha sang vu tô phi tu sap ba đúc ca pha mu cha ti ca ye na sang quá rô sa tu va cha ya sang quá rô manasa sang vô sa thú sa thú sắp ba thác sang quá rồ sắp ba thác sang vũ tô thích thú sắp ba lúc sa ba mốt chát tí. Ở đây quý vị có thể đọc thành ba đoạn ha, có thể đọc thành ba đoạn. Ca dê na sang quá rồ thích thú sa thú qua cha nhá sang quá rồ manasa sang quá rồ sa thú sắp bát tha sang quá rồ sắp bát tha sang vô tô thích khu sắp bát đúc hà phá mốt chát tí. À, cách đọc thứ hai thì quý vị thấy nó dễ hơn ha. À, cái màu hồng hồng đỏ đỏ hơi chói mắt chút như Quỳnh ha, cho một cái màu nào nó dễ một chút ha. Màu đỏ hơi chói. Ca ye na sang quá rồ thích khu sa thú qua cha ya sang quá rồ manasa sang quá rồ sa thú sắp ba tha sang quá rồ sắp ba tha sang vô tô thích khu sắp ba đúc hà ba mô cha ti. Như vậy trong cái dòng kinh quý vị có hai cách đọc ha. Một cách thì quý vị đọc hai câu, đọc ba lần. Còn mà nếu quý vị cảm thấy rằng hơi sức của mình dài á, thì làm một mạch luôn ha, làm một mạch. Ví dụ nè, ca ye na sang quá rồ sa tu qua cha ya sang quá rồ manasa sang quá rồ sa tu sap bát tha sang quá rồ sap bát tha sang vu tô thích tu sap bát đúc sa ba mu cha ti. À, quý vị nếu mà hơi dài thì làm một mạch như vậy đi ha, chứng tỏ rằng tương lai quý vị sẽ ca cải lương hay ha. Hơi dài người ta đọc lần cả trăm chữ nhầm nhò gì chừng này ha. Rồi bây giờ qua giọng kệ ha. Đức hơi chết nữa, trời ơi, không đức hơi cũng chết, có ai sống hoài không ha? Đức hơi cũng chết mà không đức hơi cũng chết, bỏ của chạy lấy người nha. Nha. Rồi bây giờ cách đọc thứ hai, dòng kinh xong rồi ha. Bây giờ qua dòng kệ, một câu tám từ rất là dễ. À, quý vị thấy câu tám từ, nhưng mà quý vị chú ý nha, ráng đọc một lần hai câu, đừng có đọc từng câu một ha, đừng đọc từng câu một mà đọc một lần hai câu. Và cái bài này chúng ta đọc 3 lần. À, 6 câu thì chúng ta đọc 1 lần 2 câu. À, ví dụ Kaye na sang wa ro sa thu sa thu wa cha ya sang wa ro manasa sang wa ro sa thu sabbat ta sang wa ro sambandha sang vu to bhikkhu sambadungkha pamuccati. Ca ye na sang va ro sa thu sa thu va cha ya sang va ro manasa sang wa ro sa thu sa thu sambat ta sang wa ro sambandha sang vu to phin phu tam ba dukkha ba mun cha ti. Lần thứ ba ha.
Sayena sang wa rosa tu sa tu wa cha ya sang wa ro manasa sang wa rosa tu sa tu samban ta sang wa ro samban ta sang wo to phin pu samban dukkha ba môn cha ti. Rồi, xin mời bàn tay của quý vị dòng tin, dòng kệ, phân tích. Rồi, Sư Kim, xà thủ. Con xin kính chào Sư Trí Đức, các cô tư nữ và quý vị Phật tử. Con trả bài câu Pháp Cú 361. Wow, bữa nay âm thanh tốt vậy ha. 1, 2, 3, 4, 5. Năm người. Cảm ơn đã cho biết âm thanh nghe rõ ràng, không bị ấy. Năm người là quá nhiều, mưa thường 2-3 người. Trời, bài này dài thòn, 6 câu luôn. Để lấy hơn chút sư. Dài quá. Dạ, con bắt đầu đọc à. Kha ye na sang wa ro sa thu wa cha ya sang wa ro manasa sang wa ro sa thu sap tak tha sang wa ro sap bak tha sang quốc tổ tích khu sap ba đúc kha pha múc cha tí. Đọc lần nữa cho chắc ăn. Kha ye na sang wa ro sa thu wa cha ya sang wa ro manasa sang wa ro sa thu sap bak tha sang wa ro sap bak tha sang quốc tổ ti khu sap ba đúc kha pha múc cha tí. Kha ye là hai trường âm thông thường, ná đoạn âm, sang trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quá đoạn âm. Rô sa hai trường âm thông thường, thú đoạn âm, sa trường âm thông thường, thú đoạn âm. Qua cha hai trường âm thông thường, giá đoạn âm, sân trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quá đoạn âm, rô trường âm thông thường. Má ná hai đoạn âm, sa trường âm thông thường, sân trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quá đoạn âm, rô sa hai trường âm thông thường, thú đoạn âm. Oh my god. Bà vậy đọc lại. Kha ye na sang wa ro sa thu wa cha ya sang wa ro manasa sang wa ro sa thu. Câu phân tích câu 4, 5, 6. Sa thu sap bak tha sang wa ro sap bak tha sang quốc tổ phi ku sap ba đúc kha pha múc cha tí. Sa trường âm thông thường, xú đoạn âm, sắp bắt là hai trường âm nhắn, thá đoạn âm, sang trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quá đoạn âm, rô trường âm thông thường, sắp bắt hai trường âm nhắn, thá đoạn âm, sang trường âm đọc theo giọng nguyên âm, vú đoạn âm, tô trường âm thông thường, khí trường âm nhắn, khú đoạn âm, sắp trường âm nhắn, bá đoạn âm, đúc trường âm nhắn, kha trường âm thông thường, bá đoạn âm, múc trường âm nhắn, chá tí hai đoạn âm. Đọc lại câu 4, câu 5, câu 6. Sa thu sắp bắt tha sằng qua rồ, sắp bắt tha sằng vút tồ, khí khu sắp bá đúc kha bá múc chá tí. Đọc lại nguyên bài 6 câu luôn. Kha ye na sang wa ro sa thu sa thu wa cha ya sang wa ro manasa sang wa ro sa thu bắc tha sang wa ro sap bắc tha sang vu to pi ku sap ba duk kha pa mu cha ti ba mu ba chuk. Kha ye na sang wa ro sa thu wa cha ya sang wa ro manasa sang ro sa thu sap bak tha sang wa ro sap bak tha sang vu to khi khu sap ba đúc kha ba múc cha tí. Bây giờ
đọc kệ, ca kệ đúng hơn chứ không phải đọc kệ, ca kệ. Khà ye na sang qua rô sa thù sa thù qua cha ya sang qua rô mà na sa sang qua rô sa thù sa thù sa bạc tha sang qua rô sập bạc tha sang hu tô bích khổ sập bạc du khà pha mục cha tì khà ye na sang qua rô sa thù sa thù qua cha ya sang qua rô mà na ma na sa sang qua ro sa su sa thu sa bắc tha sang qua ro sa bắc tha sang vu to bích khổ sa bắc đúc kha pha mục cha ti. Lành thai phòng hộ thân, lành thai phòng hộ lời, lành thai phòng hộ ý, lành thai phòng tất cả, tỳ kheo phòng tất cả, thoát được mọi khổ đau. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. À, con đọc xong rồi đấy sư. Con không thấy sư cho cái bông nào, chắc chết chắc rồi. Rồi, cảm ơn Thanh Hoàng đã cho bông qua. Rồi, Giang Nhật Hạ nữa. Cảm ơn. Ờ, sư ơi, sư đi uống trà hả sư? Con có sai sư sửa dùm cho con nghe sư. Dạ, con xin trả máy lại. Mời người kế tiếp ha. Yeah, chiếc lá mùa xuân mùa đông nè. Trả lời cảm ơn nha. Dạ con xin đảnh lễ ngài Trí Đức, con xin kính chào đạo tràng. Con xin đọc câu Phật môn 361. Ca ye na sang qua rô sa thu wa cha ya wa cha ya sang qua rô ma na sa sang qua rô sa thu sap bát tha sang qua rô sap bát tha sang vũ tổ bhikkhu bhikkhu sap ba đúc kha ba múc cha tí. Ca ye na sang qua rô sa thu wa cha ya sang qua rô ma na sa sang qua rô sa thu sap bát tha sang qua rô sap bát tha sang u tô bích khu sap ba đúc kha ba múc cha tí. Ca ye na sang qua rô sa thu wa cha ya sang qua rô ma na sang Manasa sang qua rô sa thu sap bát tha sang qua rô sap bát tha sang vu tô bích khu sap ba đúc kha ba múc cha tí. Con xin phân tích câu 1, câu 2. Ca ye na sang qua rô sa thu qua cha ya sang qua rô. Ca dê là hai trường âm thông thường, ná đoạn âm, sang trường âm, đọc theo giọng nguyên âm, quá là đoạn âm, rô là trường âm thông thường, sa là trường âm thông thường, thú là đoạn âm, sa là trường âm thông thường, thú đoạn âm, qua cha là hai trường âm thông thường, giá đoạn âm, sang trường âm, đọc theo giọng nguyên âm, quá đoạn âm, rô trường âm thông thường, má ná là hai đoạn âm, sa trường âm thông thường, sang trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quá đoạn âm, rô sa là hai trường âm thông thường, thú là đoạn âm, sa trường âm thông thường, thú đoạn âm. Ca dê ná sang quá rô sa thú hòa chà giá sang quá rô má ná sa sang quá rô sa thú sắp bát thá sang quá rô sắp bát thá sang vũ tổ bích khu sắp ba đúc khà ba múc cha tí. Sa là trường âm thông thường, thú là đoạn âm, sắp trường âm nhấn, sắp bát là hai trường âm nhấn, thá đoạn âm, sân là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, đoạn âm rô là trường âm thông thường, sắp trường nhấn, bát trường âm nhấn, thá đoạn âm, sân trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ú là đoạn âm,
tô trường âm thông thường, bít là trường âm nhấn, khú trường đóng âm, sắp là trường âm nhấn, bá đúc bá là đoạn âm, đúc là trường âm nhấn, kha trường âm thông thường, bá đoạn âm, múc trường âm nhấn, chá đoạn âm, chá tí là hai đoạn âm. Con xin đọc là hết đi. Ca dê ca dê na sằng quá rồ sa thú hòa chà giá sằng quá rồ mã na Manasa sang wa ro sa thu sa thu sap bát tha sang wa ro sap bát tha sang vũ tổ bích khu sap ba đúc kha sap ba đúc kha ba múc cha tí ca về na sang wa ro sa thu hòa cha giá sang wa ro Manasa sang wa ro sa thu sap bát tha sằng quá rồ sắp bát tha sằng vũ tổ bích khu sắp ba đúc kha ba múc cha tí. Con xin kể luôn. Ca dê na sằng quá rồ sa thu quá cha và sằng quá rồ ba na sa sằng quá rồ sa thu sắp bát tha sằng quá rồ Sapa sang uto biku sapa duka ba muk chati. Dạ con đã đọc xong, con xin xuống nít ạ. Dạ Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Dạ con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ Trí Tôn Đức Tăng Ni, và con kính chào đạo tràng. Cho con xin trả bài. Ca dê na sam wa ro sa thu wa cha wa cha ya sam wa ro mana sa sam wa ro sa thu sap ba tha sam wa ro sap ba tha sam u to bhikkhu sap ba dukkha ba mucca cha ti Ca dê na sam wa ro sa thu wa cha ya sam wa ro mana sa sam wa ro sa thu sap ba tha sam wa ro sap ba tha sam u to bhikkhu sap ba dukkha ba mucca ti Ca dê na sam wa ro sa thu wa cha ya sam wa ro ca là trường âm thông thường, ca dê là hai trường âm thông thường, ná là đoạn âm, sam sang là trường âm đọc theo giọng ngâm, quá là đoạn âm, ro là ro, sa là hai trường âm thông thường, thú là đoạn âm. Ca dê na sam wa ro sa thu wa cha ya sam wa ro sa là trường âm thông thường, thú là đoạn âm, wa cha là hai trường âm thông thường, giá đoạn âm, sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quá là đoạn âm, ro là trường âm thông thường. Câu 3-4. Mana sa sam wa ro sa thu sap ba tha sam wa ro Má ná là hai đoạn âm, sa là trường âm thông thường, sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quá là đoạn âm, ro là trường âm thông thường, ro sa hai trường âm thông thường, thú là đoạn âm, sa là trường âm thông thường, thú là đoạn âm, sap là trường âm nhấn, bá là trường âm nhấn, thá là đoạn âm, sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quá là đoạn âm, rô trường âm thông thường. Mana sa sằng quá rồ sa thu sắp ba tha sằng quá rồ sắp sắp ba tha sằng quốc tổ bích khu sắp ba đúc khà ba mút cha tí sắp là trường sắp Bá là hai trường âm nhấn, thá là đoạn âm, sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm,
Woof là trường âm, đoạn âm. Tô là trường âm thông thường. Vic là trường âm nhấn. Khú là đoạn âm. Sáp là trường âm nhấn. Bá là đoạn âm. Đúc là trường âm nhấn. Kha là trường âm thông thường. Bá là đoạn âm. Mút là trường âm nhấn. Chá là đoạn âm. Chá tí là hai đoạn âm. Sabbatha sang wuto bik bikku sabbadukha bamut chá tí. Kaye na sam waro sa thu wa cha ya sang waro manasa sang waro sa thu sabbatha sang waro sabbatha sang wuto bikku sabbadukha bamut chá tí. Ca ye na sang qua rô sa thu hòa trà gia sang qua rô mana sa sang qua rô sa thu sắp ba tha sang qua rô sắp ba tha sang nhất tổ bích khu sắp ba đúc khà ba mút trá tí. Ca ye na sang wa ro sa thu wa cha ya sang wa ro ma na sa sang wa ro sa thu sa ba tha sang wa ro sa ba tha sang wu to bhikkhu sa ba dukkha ba mucca te. Dạ, con có sai, xin sư và đạo tràng sửa. Dạ, con xin trao mic cho vị kế tiếp. Dạ, xin kính đảnh lễ sư Trí Đức. Con xin kính đảnh lễ quý cô tu nữ. Con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc và phân tích cách đọc câu pháp cú 361. Ca dê na sang pa rô sa thu pa cha dê sang pa rô. Manasa sang paro sa thu sabbatha sang paro sabbatha sang puto fikku sabbadukha pamucchati. Con xin phân tích câu 1, câu 2. Ka ye là hai trường âm thông thường, ná bản âm, sang trường âm đọc theo giọng nguyên âm, vá bản âm, ro sa hai trường âm thông thường, thú bản âm, sa trường âm thông thường, thú bản âm, va cha hai trường âm thông thường, giá bản âm, sang trường âm đọc theo giọng nguyên âm, vá bản âm, rô trường âm thông thường. Con xin đọc lại câu 1, câu 2. Ca ye na sang pa rô sa thu ba cha ya sang pa rô. Câu 3, câu 4. Má ná hai đoạn âm, sa trường âm thông thường, sang trường âm đọc giọng nguyên âm, vá bản âm, rô sa hai trường âm thông thường, thú bản âm, sa trường âm thông thường, thú bản âm, sáp bát hai trường âm nhấn, thá bản âm, sang trường âm đọc theo giọng nguyên âm, vá bản âm, rô trường âm thông thường. Con xin đọc lại câu 3, câu 4. Manasa sang paro sa thu sap bát tha sang paro. Câu 5, câu 6. Sap bát hai trường âm nhấn, thá bản âm, sang trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bú bản âm, tô trường âm thông thường, khích trường âm nhấn, khú bản âm, sap trường âm nhấn, bá bản âm, đúc trường âm nhấn, kha trường âm thông thường, thá đoạn âm, mút trường âm nhấn, chá tí hai đoạn âm. Con xin đọc lại câu 5, câu 6. Sáp bát tha sang phu tô phích khu sáp ba đúc kha ba mút chá tí. Con xin đọc lại nguyên câu pháp cú 361. Ca dê na sang pa rô sa thu ba cha ya sang pa rô manasa sang paro sa thu sap bát tha sang paro sap bát tha sang puto fikku sap badukha pamucchati. Dạ, con xin kệ câu pháp cú 361. Ca
ye na sang va ro sa thu sa thu va cha ya sang va ro ma na sa sang va ro sa thu sa thu sa bát tha sang va ro sa bát tha sang vu tu phích khu sa ba đúc kha ba mục cha ti. Dạ con đã xong, con có sai con xin tư sửa cho con và con xin mời vị kế tiếp. Dạ alo alo ạ. Dạ con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ sư Trí Đức, con kính đảnh lễ cô tu nữ Phúc Hạnh, con kính đảnh lễ cô tu nữ Tuệ Duyên, kính chào các anh chị trong đạo tràng. Dạ cảm ơn đạo tràng cho con biết tín hiệu nghe rõ ạ. Dạ con xin đọc bài Kinh Pháp Cú 361 ạ. Ca ye na sang wa ro sa thu wa cha ya sang wa ro mana sa sang wa ro sa thu sabbatha sang wa ro sabbatha sang vu to phikkhu sabba dukkha ba mokkha ti. Dạ con xin phân tích. Ca dê là hai trường âm thông thường, ná là đoàn âm, sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quá là đoàn âm, rô, sa là hai trường âm thông thường, thú là đoàn âm, sa là trường âm thông thường, thú là đoàn âm, qua cha là hai trường âm thông thường, giá là đoàn âm, sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quá là đoàn âm, rô là trường âm thông thường. Má ná là hai đoàn âm, sa là trường âm thông thường, sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quá là đoàn âm, rô sa là hai trường âm thông thường, thú là đoàn âm, sa là trường âm thông thường, thú là đoàn âm, sắp là sắp bát là hai trường âm nhấn, thá là đoàn âm, sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quá là đoàn âm, rô là trường âm thông thường, sắp bát là hai trường âm nhấn, thá là đoàn âm, sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, vú là đoàn âm, tô là trường âm thông thường, phích là trường âm nhấn, khú là đoàn âm, sắp là trường âm nhấn, bá là đoàn âm, đúc là trường âm nhấn, kha là trường âm thông thường, bá là đoàn âm, múc là trường âm nhấn, chá tí là hai đoàn âm. Con xin đọc lại. Ca ye na sang wa ro sa thu wa cha ya sang wa ro mana sa sang wa ro sa thu sap bát tha sang wa ro sap bát tha sang vu to phích khu sap ba đúc kha ba mốc cha tí. Ca ye na sang wa ro sa thu wa cha ya sang wa ro mana sa sang wa ro sa thu sap bát tha sang wa ro sap bát tha sang vu to phích khu sap ba đúc kha ba mốc cha tí. Ca ye na sang wa ro sa thu wa cha ya sang wa ro ma na sa sang wa ro sa thu sa ba tha sang wa ro sa ba tha sang vu to phích khu sa ba du kha ba mốc cha ti. Dạ con đã phân tích đọc và kệ xong ạ. Dạ con xin xuống mic. Dạ kính cảm ơn chị Nhật Huỳnh đã post bài. Kính cảm ơn đạo tràng đã lắng nghe. Dạ thân mời Giang Nhật Hạ. Dạ Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ con xin đảnh lễ sư Trí Đức, quý sư, quý cô tu nữ. Con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con xin đọc câu pháp cú 361. Ca ye na sang wa ro sa thu wa cha ya sang wa ro mana sa sang wa ro sa thu sap bát tha sang wa ro sap bát tha sang vu to bhikkhu sap ba dukkha ba mucchati.
Ca dê na sang quá rô sa thú sa thú hoa cha giá sang quá rô ma na sa sang quá rô sa thú sắp bát tha sang quá rô sắp bát tha sang vũ tô bích khu sắp ba đúc khà ba múc chá tí. Con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Ca dê na sang quá rô sa thú hoa cha giá sang quá rô ca dê là hai trường âm thông thường, ná là đoạn âm, sang là trường âm đọc theo nguyên âm, quá là đoạn âm, rô là trường âm thông thường, sa là trường âm thông thường, thú là đoạn âm, sa là trường âm thông thường, thú là đoạn âm, qua, cha là hai trường âm thông thường, giá là đoạn âm, sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quá là đoạn âm, rô là trường âm thông thường, ca dê na sằng quá rô sa thú hoa cha giá sằng quá rô. Và câu số 3 và câu số 4. Ma na sa sằng quá rô sa thú sắp bát tha sằng quá rô. Ma na là hai đoạn âm, sa là trường âm thông thường, sằng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, vá là đoạn âm, rô là trường âm thông thường, sa là trường âm thông thường, thú là đoạn âm, sa là trường âm thông thường, thú là đoạn âm, sắp bát là hai trường âm nhấn, thá là đoạn âm, xăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quá là đoạn âm, rô là trường âm thông thường. Manasa sang quá rô sa thú sắp bát tha sang quá rô. Và câu số 5 và câu số 6. Sắp bát tha sang vũ tô bích khu sắp ba đúc khà ba múc chá tí. Và sắp bát là hai trường âm nhấn. Thá là đoạn âm. Sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Vũ là đoạn âm. Tô là âm thông thường. Bích là trường âm khú là đoạn âm, sắp là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, đúc là trường âm nhấn, kha là trường âm thông thường, bá là đoạn âm, múc là trường âm nhấn, chá tí là hai đoạn âm. Sắp bát tha sằng vũ tô bích khú sắp ba đúc khà ba múc chá tí. Dạ con xin đọc lại. Ca dê na sằng quá rô sa thú hoa cha giá sằng quá rô ma na sa sằng quá rô sa thú sắp bát tha sằng quá rô sắp bát tha sằng vũ tô bích khu sắp ba đúc khà ba múc chá tí. Ca dê na sang wa ro sa thu wa cha ya sang wa ro ma na sa sang wa ro sa thu sap bát tha sang wa ro sap bát tha sang u to bhikkhu sap ba dukkha ba mukta ti. Dạ con đã đọc bài xong và cảm ơn cô Nhật Quỳnh đã post bài. Dạ con xin mời cô niệm từ ạ. Nam mô Bụt Thaya, Nam mô Thammaya, Nam mô Sankhaya. Con kính đảnh lễ sư trí đức, con kính đảnh lễ sư pháp. Và con kính đảnh lễ sư pháp Trang gửi vào đạo tràng. Và con kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Và con kính chào đạo tràng. Và con xin phân tích và trả bài câu pháp cú 361. Và cảm ơn đạo tràng đã cho niềm từ biết tín hiệu là âm thanh rõ. Và 361, câu số 1 và câu số 2. Ca dê na sằng quá rô sa thú hoa cha giá sằng quá rô
Dạ, ca. Dạ, ca là trường âm thông thường, dê là trường âm thông thường, ná là đoạn âm, săn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quá là đoạn âm, rô là trường âm thông thường, sa là trường âm thông thường, thú là đoạn âm. Dạ, câu số 2, sa là trường thông thường, thú, qua cha là thú, sa là trường âm thông thường, thú là đoạn âm, qua cha là hai trường âm thông thường, giá là đoạn âm, săn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quá là đoạn âm, rô là trường âm thông thường. Dạ, bây giờ con phân tích câu số 3 và câu số 4. Manasa samvaro sattu sattu sapattha samvaro. Má ná là hai đoạn âm, sa là trường âm thông thường, sa theo giọng nguyên âm, quá là đoạn âm, rô là trường âm thông thường, sa là trường âm thông thường, thú là đoạn âm. Câu số 4, sa là trường âm thông thường, thú là đoạn âm, sắp là trường âm nhấn, bát là trường âm nhấn, thá là đoạn âm, săn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quá là đoạn âm và rô là trường âm thông thường. Câu số 5 và câu số 6. Sappatha sanghito bhikkhu sappadukkha pamuccati. Sappat là hai trường âm nhấn, thá là đoạn âm, sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, u là đoạn âm, tô là trường âm thông thường, bhik là trường âm phích là trường âm nhấn, khú là đoạn âm, sắp là trường âm nhấn, á là đoạn âm, trước là trường âm nhấn, kha là trường âm thông thường, bá là đoạn âm, múc là trường âm nhấn, chá tí là hai đoạn âm. Dạ, con xin đọc lại 6 câu. Ca dê na sang quá rô, sa chú qua cha, ya sang quá rô. Manasa sangvaro sattu sattu sapattha sangvaro sapattha sangvuto bhikkhu sappadukkha pamuccati. Dạ, con xin kệ câu pháp cú 361. Kayena sangvaro sattu sattu vacaya sangvaro manasa sangvaro sattu sattu sappattha sangvaro sambandha sangvuto bhikkhu sappadukkha pamuccati. Dạ, con đã phân tích và đọc xong. Con có sai thì con mong ngài sửa lại giùm con. Dạ, con kính cảm ơn đạo tràng nhiều. Dạ, bây giờ con xin mời bàn tay của Thanh Hoàng. Dạ, dạ, Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng, con kính đảnh lễ các cô tu nữ, con kính đảnh lễ, con kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc câu kinh pháp cú 361 ạ. Ca ye na sang va ro sa thu va cha ya sang va ro ma na sang va ro sa thu bát tha sang va ro bát sát bát tha sam vô tổ phích khu sát ba đúc khà pam cha ti. Con phân tích câu 1, câu 2. Ca chê na sang qua rồ sa thu hòa cha gia sang qua rồ. Ca chê là ca dê là hai trường âm thông thường, ná là đoạn âm, sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quá là đoạn âm, rô là rô sa là hai trường âm thông thường, thú là đoạn âm, sa là trường âm thông thường, thú là đoạn âm, qua cha là hai trường âm thông thường, giá là đoạn âm, sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quá là đoạn âm, rô là trường âm thông thường. Câu 3, câu 4.
Manasa sam qua ro, Manasa sam qua ro, sa thu sắc ba tha sam qua ro. Má ná là hai đoạn âm, sa là trường âm thông thường, sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quá là đoạn âm, ro là trường ro, sa là hai trường âm thông thường, thú là đoạn âm, sa là trường âm thông thường, thú là đoạn âm. Sắc là trường sắc bát là hai trường âm nhấn, thá là đoạn âm, sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quá là đoạn âm, rô là trường âm thông thường. Câu 5, câu 6. Sắc bát tha sằng vút tổ, sắc bát tha sằng vút, sắc bát tha sằng vút tổ phích khu sắc bát đúc khà pa múc cha tí. Sắc là trường âm nhấn, sắc bát là hai trường âm nhấn, thá là đoạn âm, sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, vú là đoạn âm, tô là trường âm thông thường, phích là trường âm nhấn, khú là trường đoạn âm, sắc là trường âm nhấn, bát là đoạn âm, đúc là trường âm nhấn, kha là trường âm thông thường, pá là đoạn âm, múc là trường âm nhấn, chá tí là hai đoạn âm ạ. Dạ, con xin đọc lại cả bài. Ca ye na sang wa ro sa thu wa. Cha ya sang wa ro ma na sa sang wa ro sa thu sap ba tha sang wa ro sap ba tha sang hu to phi khu sap ba du kha pa muk cha ti. Ca ye na sang wa ro sa thu wa cha ya sang wa ro ma na sa sang wa ro sa thu sap ba tha sang wa ro sap ba tha sam vu to phích khu sap ba đúc kha pa múc cha tí. Dạ con xin kệ ạ. Ca ye na sang wa ro sa thu sa thu wa cha ya sang wa ro ma na sa yang wa ro sa thu sap bát tha sang wa ro sap bát tha sang vu to phích khu sap ba đúc kha pa múc cha ti. Dạ con xin hết ạ. Con kính và quý đạo hữu sửa cho con ạ. Con xin xuống mic ạ. Con kính cảm ơn quý đạo hữu ạ. Alo. Con cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Dạ, cảm ơn đạo tràng cho con biết tôi nhiệm. Nam mô Bụt Thà Giá, Nam mô Tham Mà Giá, Nam mô Sằng Khà Giá. Con kính những nghĩa thượng tọa trí đức, đại đức pháp tràng cùng chư tôn đức tăng. Con kính chào với cô tu nữ, với quý cô chú Phật tử trong đạo tràng. Dạ, con xin đọc và phân tích câu kinh của cô số 361 ạ. Ca rê na sằng qua rù sa thu hòa cha ra sằng qua rù ma la sa sằng rù sa thu sa bát tha sằng qua rù sa bát tha sằng vu tù phích khu sa bát đúc khà ta múc cha tí. Ca rê na sằng qua rù sa thu hòa cha ra sằng qua rù ma la sa sằng qua rù sa thu sa bát tha sằng qua rù sát bát tha sằng vu tù vích khu sát bát đúc khà pa múc cha tí. Ca dê là hai trường âm thông thường, ná là đoạn âm, sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quán là đoạn âm, dô sa là hai trường âm thông thường, thú là đoạn âm, sa là trường âm thông thường, thú là đoạn âm, qua cha là hai trường âm thông thường, giá là đoạn âm, sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quá là đoạn âm, dù là trường âm thông thường, má lá hai đoạn âm, xa là trường âm thông thường, sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quá là đoạn âm, dù xa là hai trường âm thông thường, thú là đoạn âm, xa là trường âm thường, thú là đoạn âm, sát bát là hai trường âm nhấn, thá là trường thá là đoạn âm, sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quá là đoạn âm, dù là trường âm thông thường, sát bát là hai trường âm nhấn, thá là đoạn âm, sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, vú là đoạn âm, tu là trường âm thông thường, phích là trường âm nhấn, khú là đoạn âm, sát là trường âm nhấn, bát là đoạn âm,
Đúc là trường âm nhấn, Kha là trường âm thông thường, Pá là đoạn âm, Múc là trường âm nhấn, Chá Tý hai đoạn âm. Ca dê nát sằng quá rồ xà thú quà trà rát sằng quá rồ ma la xà sằng quá rồ xà thú sáp bát thát sằng quá rồ sáp bát thát sằng vu tù phích khú sáp bá đúc khà pa múc chá tí. Ca dê nát sằng quá rồ xà thú quà trà rát sằng quá rồ ma la xà sằng quá rồ xà thú sáp bát thát sằng vu tù phích khú sáp bá đúc khà bá múc chá tí. Dạ con đã đọc bài xong và phân tích xong ạ. Dạ con, dạ con xin xuống mic ạ. Con kính mời cô chú kế tiếp ạ. Nam mô Bụt Thà Na. Alo, dạ con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, kính đảnh lễ chư tăng và các cô tu nữ, kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con xin đọc trả bài câu kinh pháp cú 361. Ca dê ná sằng quá rô sa thú qua trà giá sằng quá rô ná ná sa sằng quá rô sa thú sắp bát thá sằng quá rô sắp bát thá sằng vú tô bích khu sắp bá đúc khà tám nhất chá tí. Dạ con xin phân tích câu 1 và câu 2. Cà dê ná sằng quá rồ xà thú hòa trà giá sằng quá rồ. Cà dê hai trường âm thông thường, ná là đoạn âm, sằng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quá là đoạn âm, rô xà hai trường âm thông thường, thú là đoạn âm, xà là trường âm thông thường, thú đoạn âm, qua cha hai trường âm thông thường, giá đoạn âm, xăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quá đoạn âm, rô trường âm thông thường, ca dê ná xăng quá rô xà thú hòa trà giá xăng quá rô. Câu 3 và câu 4. Ná ná xà xăng quá rô xà thú sắp bát thá xăng quá rô. Má ná là hai đoạn âm, xa là trường âm thông thường, xăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quá đoạn âm, rô sa hai trường âm thông thường, thú đoạn âm, sa trường âm thông thường, thú đoạn âm, sắp bát hai trường âm nhấn, thá đoạn âm, xăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quá đoạn âm, rô trường âm thông thường, na na sa sằng quá rồ sa thú sắp bát tha sằng quá rồ. Con phân tích câu 5 và câu 6. Sắp bát thá sằng tô bích khú sắp bát đúc khà bát mút chá tí. Sắp bát là hai trường âm nhấn, thá là đoạn âm, sằng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, vút là đoạn âm, tô là trường âm thông thường, tích là trường âm nhấn, khú là đoạn âm, sắp trường âm nhấn, bá đoạn âm, đúc trường âm nhấn, kha trường âm thông thường, bá đoạn âm, múc trường âm nhấn, chá tí hai đoạn âm, sắp bát thá sằng vút tô bích khú sắp bát đúc khà bá mút chá tí. Dạ con xin đọc lại câu 361 ạ. Cà dê ná sằng quá rồ xà thú hòa trà giá sằng quá rồ ná ná xà sằng quá rồ xà thú sắp bát thá sằng quá rồ sắp bát thá sằng vút tô bích khú sắp bá đúc khà bá mút chá tí. Dạ con xin kể bài câu pháp cú 361 ạ. Ca dê na sang wa ro sa thu wa cha ya sang wa ro na na sa sang wa ro sa thu sap bát tha sang wa ro sap bát tha sang vu to bi khu sabba dukkha pamuccati kayena sang waro sathu sathu vaccaya sang waro manasa sang waro sathu sathu sabbantha sang waro
sambhaka sang vuto bhikkhu sabba dukkha pamuccati. Dạ con xin hết ạ. Xin cảm ơn Sis Nhật Hoàng đã post bài. Dạ có gì sai nhờ sư Trí Đức sửa giùm con. Dạ cảm ơn đạo tràng đã lắng nghe. Xin nhường mic cho việc kế tiếp ạ. Nam mô Bụt Đa Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng, kính lễ Ngài Trí Đức Đại Đức Pháp Can, kính lễ quý tu nữ và thân chào tất cả quý thiền nam thánh nữ. Dạ, bây giờ tự nhiên xin đọc và phân tích câu Pháp Cú số 361. Ca dê na sang quá rô sa thú sa thú sa thú sa thú qua cha giá sang quá rô. Ca dê là hai trường âm thông thường, ná là đoạn âm, sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quá là đoạn âm, rô là trường âm thông thường, sa là trường âm thông thường, thú là đoạn âm. Sa là trường âm thông thường, thú là đoạn âm. Qua cha là trường âm thông thường, giá là đoạn âm. Sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quá là đoạn âm. Rô là trường âm thông thường. Đoạn 3 và 4. Manasa sang quá rô sa thú sắc bá tha sang quá rô. Man má ná hai đoạn âm, sa trường âm thông thường, săn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quá là đoạn âm, rô là trường âm thông thường, sa là trường âm thông thường, thú là đoạn âm, sa là trường âm thông thường, thú là đoạn âm, là trường âm nhấn, bát là trường âm nhấn, thá là đoạn âm. Sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quá là đoạn âm, rô là trường âm thông thường. Đoạn 5 và 6. Sắp bá thá sang vũ tô phích khú sắp bá đúc khà bá múc chát tí. Là trường âm nhấn, là trường âm nhấn. Thá là đoạn âm, sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Vú là đoạn âm, tô là trường âm thông thường, thích là trường âm nhấn, khú là đoạn âm, sắp là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, đúc là trường âm nhấn, kha là trường âm thông thường, bá là đoạn âm, múc là trường âm nhấn, chá tí đoạn âm. Ca dê na sang ca dê na sang quá rô sa thú và cha giác sang quá rô manasa sang quá rô sa thú sắp bá tha sang quá rô sắp bá tha sang vũ tô phích khú sắp bá đúc kha bá múc cha tí. Bây giờ tự nhiên xin kệ. Ca dê na sang và rô sa thu sa thu và cha và sang và rô mana sa sang và rô sa thu sa thu sa ba ta sang và rô sabbata sang bhuto vikkhu sabba dukkha pamuccati. Kayena sang bhuto kayena sang varo sattu sattu vacca ya sang varo mana
qua ru sa thu sa thu sa ba tha sang qua ru sa ba tha sang bu tu phích khu sa ba đục kha ba mục cha ti. Dạ, anh Tây Yên đã đọc và kể xong. Bây giờ Tây Yên chưa thấy bàn tay. Xin Nhật Quỳnh đọc chưa Nhật Quỳnh? Dạ, bây giờ mời Nhật Quỳnh chứ giờ mà ai. Dạ, Tây Yên xin xuống mít. Dạ, sa thủ, kính cảm ơn cô tu nữ Tài Duyên. Dạ, Nam Mô Bích Tha, dạ. Một lần nữa, con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức, con thành kính đảnh lễ Đại Đức Pháp Trang, cùng Chư Tôn Đức vừa quan năm vào đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ, Nhật Quỳnh kính lễ cô tu nữ Tài Duyên. Cô tu nữ Phúc Hạnh, dạ, Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ, cảm ơn Quỳnh Giang Nhật Hà, cô Tài Duyên, dạ. Thiện vụ cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Và còn vị nào chưa kể xin mời, chưa ôn bài xin mời bàn tay quý vị nha. Dạ, tại Nhật Quỳnh chạy ra chạy vào nên Nhật Quỳnh không biết là vị nào trả bài chưa. Hình như chị Meta thì cũng chưa trả bài thì phải. Dạ, nếu mà vị nào chưa trả bài thì xin mời bàn tay. Dạ, trong khi chờ đợi thì con xin phép được trả bài trước. Dạ, kính chào Quỳnh Thánh Pháp. Quỳnh Thánh Pháp có cầm mic được không? Có trả bài pháp cú kinh không? Cho Nhật Quỳnh một tín hiệu nha. Dạ, con xin được trả bài trước trong khi chờ đợi những bàn tay ạ. Nhật Quỳnh, bữa nay hết hơi cô tu nữ Tị Duyên ơi. Nhưng mà nghe cô kể hay quá, nghe đặc biệt quá. Dạ, rất là hay. Dạ, nay Nhật Quỳnh hết hơi rồi. Dạ, đúng là lão mại rồi cô ơi. Dạ, không sao, Quỳnh Thánh Pháp lái xe. Dạ, nghe là được rồi. Dạ, thấy lão mại tới rồi cô ơi. Nên nhưng cố gắng. Dạ, còn ngày nào vô rung được thì cố gắng mà vô thôi. Dạ. Dạ, con xin được trả bài Pháp Cú Kinh 361. Ca dê na sang quá rô sa thu sa thu quả cha và sang quá rô ma sa sang qua rô sa thu sa ba tha sang qua rô sa ba tha sang vu to bích khu sa ba đục kha ba mốt cha tích ca về na sang qua rô sa thu qua cha ya sang qua rô ma na sa sang qua rô sa thu sa ba tha sang qua rô sa ba tha sang vu to bích khu sa ba đục kha ba mốt cha tích. Dạ, con xin phân tích câu 1 và câu 2. Ca dê hai trường âm thông thường, ná đoạn âm, sang trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quá đoạn âm, rô sa hai trường âm thông thường, thú đoạn âm, sa trường âm thông thường, thú đoạn âm, qua cha hai trường âm thông thường, giá đoạn âm, sang trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quá đoạn âm, rô trường âm thông thường. Ca dê ná sang quá rô sa thu qua cha và sang quá rô. Con xin phân tích câu 3 và câu 4. Má, ná, hai đoạn âm. Sa trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Sang trường âm, dạ con sai rồi. Sa trường âm thông thường. Sang trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Quá đoạn âm, rô, sa hai trường âm thông thường. Thú đoạn âm, sa trường âm thông thường. Thú đoạn âm. Sắp trường âm nhấn, bát trường âm nhấn, thá đoạn âm, sang trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quá đoạn âm, rô trường âm thông thường. Manasa sang quá rô, sa thu sắp, bát thá sang quá rô. Dạ, con xin phân tích câu 3, câu 5 và câu 6. Sắp bát, hai trường âm nhấn, thá đoạn âm, sang trường âm đọc theo giọng nguyên âm, vú đoạn âm, tô trường âm thông thường, khích trường âm nhấn, khú đoạn âm. Sắp trường âm nhấn, bá đoạn âm, đúc trường âm nhấn, kha trường âm thông thường, bá đoạn âm, mít trường âm nhấn, chá tí hai đoạn âm. Sắp bá tha sang vô tờ, bít khu, sắp bá đúc kha, bá mít chá tí.
con xin ông này sáu cao sáu đòn. Ca ye na sang qua rô sa thu sa thu qua cha ya sang qua rô ma na sa sang qua rô sa thu sa ba tha sang qua rô sa ba tha sang u tơ phích khu sa ba đúc kha ba mốt cha ti. Lành thai phòng hậu thân, lành thai phòng hậu lời, lành thai phòng hậu ý, lành thai phòng tất cả, tỳ kheo phòng tất cả, thoát được mọi khổ đau. Và đây là bản kỷ ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Và con xin được kệ. Cà dễ na sang bà rô sa thu sa thu wa cha và sẵn qua rô mà na sa sang bà rô sa thu sắp ba tha sẵn qua rô sắp ba tha sang bù tô bích khu sắp ba đúc kha bà một cha ti. Cà dễ na sang hòa rô sa thu qua cha và sang qua rô mà na sa sang hòa rô sa thu sắp bát tha sang qua rô sắp bát tha sang bù tô bích khu sắp ba đúc kha bà muốt cha ti. Và con đã đọc, đã phân tích và cũng kể xong rồi. Và con có sai thì kính mong Ngài và đạo tràng chỉ dạy cho con sửa. Nam mô Bích Thai giá. Và còn vị nào đưa bàn tay xinh đẹp của mình lên không quý vị? Và bữa nay có cái nick đẹp quá ha, nụ hôn chua cay ha. Dạ, cha thú bàn tay của Sích Thị Na. Dạ, thưa con kính đảnh lễ Tam Bảo, con kính đảnh lễ sư Trí Đức, con kính đảnh lễ sư Pháp Trang và quý cô tư nữ, và con xin chào đạo tràng. Dạ, con xin đọc bài 361. Dạ. Kha ye na sam va ro sa thu va cha ya sam va ro mana sa sam va ro sa thu sa thu sa pa tha sam wa ro sappa tha sam bhuto bhikkhu sappa dukkha pamuccati kha ye na sam wa ro sa thu wa cha ya sam wa ro mana sa sam wa ro sa thu sappa tha sam wa ro sappa tha sam bhuto bhikkhu sappa dukkha pamuccati. Dạ, thưa con xin phân tích câu 1 và câu 2. Kaye hai trường âm thông thường, na tổng âm, sam trường âm đọc theo giọng nguyên âm, wa đoạn âm, ro trường âm thông thường, sa trường âm thông thường, thu đoạn âm, sa trường âm thông thường, ta đoạn âm, wa cha hai trường âm thông thường, ya đoạn âm, sam trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quá đoạn âm, rô trường âm thông thường. Tha ye na sam wa rô sa thu wa cha ya sam wa rô. Đoạn 3 đoạn 4. Mát na hai đoạn âm, sa trường âm thường, sam trường âm giọng nguyên âm, quá đoạn âm, rô trường âm thông thường, sa trường âm thông thường, thu đoạn âm, sa trường âm thông thường, thu đoạn âm, sáp bát hai trường âm, hai trường âm, nhấn tác trường, xin lỗi, hai trường âm nhấn tác trường âm, xin con bị lộn nó đây rồi, hai sáp bát hai trường âm nhấn tác trường. Xin lỗi con không biết hai chữ này rồi. Sam trường âm nguyên đọc theo giọng nguyên âm, quá đoạn âm, rô trường âm thông thường, sa thu
Thưa con đọc đoạn 3, đoạn 4. Mát na sa sam vát rô sa thu sa thu sa sa bát ta sam. Xin lỗi con đọc lại. Sa thu sa bát ta sam vát rô. Đoạn 5 và đoạn 6. Sa bát ta sam vũ tô phí cư sa bà. Sapa dukkha pamuccati. Sapa hai trường âm nhấn thác đoạn âm, sam trường âm đọc theo giọng nguyên âm, vu đoạn âm, tô trường âm thông thường, phi trường âm nhấn, khu đoạn âm, sap trường âm nhấn, pat đoạn âm, trúc trường âm nhấn, kha trường âm thông thường, đoạn âm, mức trường âm nhấn, cha tiết hai đoạn âm. Sapa tha sam buto piku sapa dukkha pa mức chan tiết. Thưa con xin đọc lại nguyên bài. Kaye na sam waro satu satu wajaya sam waro mana sa sam waro satu 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 sapattha samvaro sapattha sambuddho bhikkhu sapadukkha pamuccanti. Dạ thưa con xin cảm ơn, con xin sư sửa giùm cho con. Sathu sathu sitina. Sitina phân tích trường âm đoạn âm chính xác, nhưng mà cái đọc quá thì nó hơi không được tin. Phân tích thì rất là chuẩn. Ví dụ như chữ sắp bát thá, chữ đầu á thì hơi lúng túng, nhưng mà qua chữ sắp bát thá ở phía sau thì lại phân tích chính xác, phân tích thì rõ ràng, nhưng mà cái trường âm đoạn âm khi mà đọc thì hơi bị vấp. Mà bị vấp ở đây không phải là mới, nhưng mà những cái vị cũ ở trong room này nè, Sik Hà là một, Sik Chất Lá Mùa Xuân là hai, hai vị này á cũng bị vấp cái chữ qua cha giá. Chữ qua cha giá thì Sik Hà với lại Sik Chất Lá Mùa Xuân đọc qua cha giá, chữ qua cha đọc thành qua cha. Những người cũ vẫn bị vấp chứ không phải là không. Cho nên Sitina như vậy là một sự tiến bộ rất là nhiều, một sự tiến bộ tiếp thu được và đã hòa nhập được như thế này thì rất là tuyệt vời. Và hôm nay chúng ta thấy đạo hữu dịp nụ hôn chua cay ha, nụ hôn chua cay, cái này chắc là rượu cũ mà bình mới quá ha. Thấy cũng quá rành trong cái vấn đề trường âm và đoạn âm ha. Đạo hữu nụ hôn chua cay này cũng tuyệt vời, cũng giỏi chứ không phải là không đâu. Chẳng qua là đổi cái nickname, chứ thật sự là đây là những người cũ trong cái room này. Thì trở lại vấn đề, Sitina đó là một sự thành công ha, sự thành công. Đừng có mặc cảm. Ví dụ như khi lên đọc rồi bị sửa lưng, rồi bị chỉnh thế này thế kia, nhưng mà chúng ta thấy Sitina tiến bộ, bởi vì vô sau mà như vậy là quá tuyệt vời rồi. Vô sau như vậy là thành công. Hôm nay chúng ta bị rối đội hình. Tại sao gọi là rối đội hình? Cái người mà lên đọc đầu tiên nó khổ đến cái là
thay vì người ta phân tích lần hai câu, bây giờ làm một lần ba câu luôn, làm bà con choáng váng luôn. Quý vị biết đó là ai? Sikkim. Ta phân tích ba lần, đây phân tích cả hai lần, làm một hơi về ba câu, mà ba câu thì chẳng ăn nhầm vào đâu hết. Hai câu nó mới xúc tích với nhau, bổ sung ý nghĩa với nhau. Đây là một lần nữa, một loạt luôn ba câu làm. Quý vị mà lên sau á, mất bình tĩnh, mất bình tĩnh và tự nhận mình là mỏ nhọn đó chứ, sướng thiệt. Như vậy là quá tốt ha. Vị nào cũng giỏi hết. Đến với cái room này, quý vị cứ đưa tay lên đi. Đưa tay là quý vị thành công. Bởi vì đây là một cái phòng mà chat bằng giọng nói. Nếu mà chúng ta không góp ý, không có tiếng nói thì chúng ta không thành công. Cho nên mong quý vị đừng có mặc cảm, đừng có ngại, đừng có sợ, đừng có run gì hết á. Cứ tự nhiên đưa tay. Mà quý vị đưa tay là chúng tôi sẵn sàng nhường. Và quý vị có thể tự kiểm tra lại chính bản thân của mình qua những lời Phật dạy. Học tức là phản hành, tức là chúng ta học, thắc mắc chúng ta hỏi, hỏi xong chúng ta hiểu, hiểu rồi mới nhớ. Pháp học là như vậy, học hỏi hiểu nhớ, rồi khi chúng ta nhớ được rồi thì chúng ta mới thực hành chứ. Cho nên quý vị cứ mạnh dạn. Trong những vị ở đây ngồi cái dòng kinh thì quý vị sẽ học được cái dòng kệ. Mà cái dòng kệ này, quý vị thấy cái dòng kệ cô tu nữ tự duyên tuyệt vời ha, không giống ai hết á. Tức là một cái dòng kệ đặc biệt. Sikkim cũng có một cái dòng kệ mà chúng ta thấy rằng trong cái sự học hỏi những cái hay thì chúng ta sẽ tiếp thu, mà những dở thì chúng ta cũng phải biết. Đó gọi là kệ thì sao cũng được hết á, nhưng mà nó đi vào lòng người, đi vào lòng người ha. Cho nên quý vị đừng có mặc cảm, đừng có thành kiến. Mà đến với cái room này, chúng tôi rất là trân trọng quý vị, bởi vì chúng ta cũng có duyên cho nên mới gặp nhau trên trời như thế này. Mặc dù ở Việt Nam mưa bão, cơn bão số 9 nhưng mà không biết ở ngoài Bình Định mấy Đức Pháp Trang có bình địa chưa, bão đã tới chưa, mà trong này mưa suốt đêm luôn. Thì tinh thần của quý vị dù mưa bão, bão ngoài trời, bão trong lòng, nhưng mà quý vị vẫn đến với cái room này, đó là một điều mà chúng tôi rất là khâm phục. Rồi bây giờ chúng ta ôn lại ha, rồi đi vào duyên sự nha. Ca ye na sang qua rô sa thu wa cha ya sang qua rô mana sa sang qua rô sa thu sap bát tha sang qua rô sap bát tha sang u tô pi thu sap bát lúc sa pa mu cha ti. Đó là cái dòng đọc kinh mà chúng ta chia ra làm ba đoạn ha. Một lần đọc hai câu. Còn mà nếu quý vị thấy mình là một nghệ sĩ, một ca sĩ cải lương thì quý vị cố gắng đọc một hơi ha. Người ta đọc một lần bao nhiêu cả trăm chữ, đây chưa tới 100 chữ, thì chúng ta cố gắng đọc thử một hơi ha. Ca ye na sang qua rô sa thu wa cha ya sang qua rô mana sa sang qua rô sa thu sap tha sang qua rô sap bát tha sang vu tu phi vu sap ban đúc hà tam mô gia ti. Như vậy thì qua cái giọng đọc này, Sitina chú ý chỗ này ha.
Tại sao gọi là trường âm thông thường? Trường âm thông thường có nghĩa là trong tám cái nguyên âm á, a i i u u e o, thì trong tám cái nguyên âm này qua cái giọng đọc như vậy thì chúng ta thấy rằng có năm cái nguyên âm mà trường âm, năm nguyên âm trường âm đó có nghĩa là a i u e o ha, a i u e o, năm cái nguyên âm trường âm này tức là những chữ a có vô huyền ở trên ha, chữ i có vô huyền ở trên ha, chữ u có vô huyền ở trên ha, chữ e chúng ta đọc là e, chữ o chúng ta đọc là o ha. Thì đây là những cái chữ mà chúng ta nhìn vô thấy có dấu à, khổ một cái là cái Pali có dấu thì đọc không có dấu, có dấu thì đọc không có dấu. Ví dụ như thay vì chúng ta đọc tiếng Việt là a u i e o ha, a u i e o, nhưng mà Pali thì chúng ta lại đọc ngược lại, có dấu đọc không có dấu, mà không có dấu đọc có dấu, khổ vậy đó. À, cho nên chúng ta đọc là a u i e o. À, chúng ta thấy rõ như vậy. Thì trong những cái nguyên âm mà của trường âm này thì chúng ta thấy xuất hiện thường xuyên, cho nên gọi là trường âm thông thường. Sitina còn nghe không? À, đó là trường âm thông thường ha. Rồi chữ sắp bát tha, sắp bát tha thì tại sao chỗ này hơi lung tung? À, nó là trường âm nhấn, chữ sắp, chữ bát. Tại sao gọi là trường âm nhấn? Bởi vì chữ á này nè, chữ á này nè, chữ S này là một cụ âm rồi ha, chữ A này là một nguyên âm này, nguyên âm đoạn âm này, nhưng mà cái nguyên âm này nó đứng trước hai phụ âm ghép, hai phụ âm ghép là hai chữ B. Chữ bát cũng vậy nè, cái nguyên âm A này nó đứng trước hai phụ âm ghép thì được gọi đó là trường âm nhấn. Chúng ta đọc sóc bát tha, thì tha chúng ta phải đọc nhanh, sóc bát. À, hai cái trường âm nhấn nó đi liền với nhau. À, cho nên chúng ta phải đọc kéo dài, chữ thá là đoạn âm, bởi vì nó không có dấu ha. À, quý vị thuộc Bát Nhã Tông Kinh á, thì quý vị sẽ nhớ cái chỗ này rõ ràng. À, sắc tức thì không, không tức thì sắc, tức là có dấu mà coi như không có dấu ha, có dấu coi như không có dấu. Rồi trường âm thông thường thì chúng ta thấy a i u e o đó là trường âm thông thường ha. Rồi trường âm nhấn là hai phụ âm ghép đi liền với nhau thì chúng ta kéo dài gọi là trường âm nhấn. Và một loại trường âm đặc biệt nữa đó là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Trường âm đọc theo giọng nguyên âm có nghĩa là những cái nguyên âm mà đoạn âm a i u, những cái nguyên âm là a i u mà nó đứng trước chữ m có dấu chấm, Pali gọi là nikahitang nikahita, thì chữ a chữ i chữ u mà nó đứng trước chữ m có dấu chấm thì chúng ta đọc theo cái nguyên âm của phía trước đó, gọi là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ví dụ chữ a thì chúng ta đọc là ăn, chữ i chúng ta đọc là in, chữ u chúng ta đọc là ung. Thì đây đọc theo cái nguyên âm phía trước đó, cho nên gọi là trường âm đọc theo giọng nguyên âm.
chữ không có chữ V, M có dấu chấm thôi. M có dấu chấm thì chúng ta đọc là ăn, đọc là in, đọc là ung, đúng rồi. Xà tú, nụ hôn chua cay, chọc u vô đây mà còn hôn hết cái gì nữa mà chua cay, mặn ngọt, khổ quá đi. Rồi, Sitina, hiểu đại khái ha. À, cứ từ từ đi, rồi nó cũng nhừ ha. Rồi, nhưng mà tự mày mò, tự đứng trên đôi chân của mình. À, Sitina, chúng tôi rất là hoan hỷ. Rồi, xà tú, xà tú. Rồi, bây giờ cái giọng kinh là đọc như vậy rồi ha. Còn cái dòng kệ thì đây một bài kệ rất là dễ đọc. Bởi vì sao? À, một dòng kệ rất là dễ đọc, nghĩa là 8 từ thì chúng ta chia làm 2. Nhưng mà khi chia làm 2 thì cũng cố gắng đọc một lần 2 câu, đừng có đọc đứt đoạn ha. Trong này cũng có chuyên vọng nhiều ca sĩ, à, cái giọng đọc của quý vị hay, à, nhưng mà chúng ta phải cô động trong hai câu nha. À, ví dụ ca ye na sang wa ro sa thu sa thu wa cha ya sang wa ro, quý vị cố gắng đọc được hai câu này thì hai câu sau quý vị chắc chắn thành công ha. Cố gắng ha, cái cần hai câu đầu mà quý vị mà vô cái tông nó được rồi thì những câu sau là quý vị vô từ ha. Ca ye na sang wa ro sa thu sa thu wa cha ya sang wa ro. À, đó là cái nguyên tắc ha. Rồi, cố gắng ha. Rồi bây giờ chúng ta đi vào tự vận ha. Chúng ta đi vào tự vận nha. Câu Phật Nguồn 361. Cà dê nó sằng quá rồ xà thú. Cà dê nó sằng quá rồ xà thú. Cà dê nó sằng quá rồ xà thú. Câu này chúng ta thấy có 3 từ ha. Câu 3 từ. Chữ cà dê nó. Cà dê nó do cái từ cà giá. Kaya là một danh từ nam tính Akron Pháp Phung Linh Gá. Và chữ Kaya này được chia theo sở dụng các số ít. Sở dụng các số ít Ta Thị Gia Quỳ Pháp Tí Ê Cao Quá Trần Á. Cho nên chữ Kaya biến thành Kayena. Kayena có nghĩa là bằng thân, bởi thân, ở thân, à, tức là nói về những cái gì trên cái thân thể của chúng ta. Bởi thân, ở thân, bằng thân, đó là cái từ cà dê ná. À, từ thứ hai, sang quá rô. Sang quá rô, chúng ta thấy tiếp đồng ngữ sang có nghĩa là hoàn toàn, tự mình hay là cùng. À, và chữ quá rô do căn ngữ quá có nghĩa là phòng hộ, che chở. Vậy thì sang quá rô ở đây nó đứng làm chủ từ số ít bạch tham an e câu quay trở lại quy phát tiết, cho nên quá rá biến thành quá rô. Sang quá rô có nghĩa là sự phòng hộ, sự hộ trì, sự phòng hộ, sự hộ trì. Rồi, từ thứ ba. Từ thứ ba, xa thú. Cái từ xa thú, à, chúng ta thấy xuất hiện trong room này rất là nhiều, à, thiện tai, lành thai, tốt thai. Chữ xa thú nó là một trạng từ ha. Nó là một trạng từ.
Như vậy thì ca dê na san qua rô sa thú lành thay sự phòng hộ ở thân. Câu đầu tiên, lành thay sự phòng hộ ở thân. Rồi bây giờ chúng ta qua câu số 2. Sa thú qua cha giá sân qua rồ. Sa thú qua cha giá sân qua rồ. Sa thú qua cha giá sân qua rồ. Cái chữ sa thú, chữ sân qua rồ thì chúng ta đã thấy trên câu đầu tiên rồi ha. Bây giờ cái câu số 2 này chỉ có cái từ qua cha giá. Giữ qua cha giá à, thì coi như xích hà là một ha. Chiếc lá mùa xuân ha. Đọc chỗ này hơi nhanh thành ra quá cha giá à. Khi mà chúng ta thấy có dấu huyền ở trên à, thì nó là trường âm rồi. Dù là chữ A, chữ Y, chữ U có dấu ở trên là chúng ta đọc nó giọng dài ha. Qua cha giá. Qua cha giá do cái từ qua cha. Qua cha nó là một danh từ nữ tính. Akrantaithilinga. Và chữ qua cha này à, được chia theo sử dụng cách số ít. Tatiya vipatiye kawachana. Cho nên qua cha nó biến thành qua cha giá. Qua cha giá là ở miệng, ở khẩu. Ở miệng, ở khẩu. Vậy thì sa thú qua cha giá sân qua rồ là lành thay sự phòng hộ ở miệng. Lành thay sự phòng hộ ở miệng. Và câu số 3, Manasa Sangwaro Sathu. Manasa Sangwaro Sathu. Chữ Sangwaro Sathu thì chúng ta biết rồi ở câu số 1 ha. Ở câu số 3 này chỉ có từ Manasa. Chữ Manasa nó do cái từ Mana. Mana là một danh từ trung tính. Akranta Napum Sakalinga. Chữ Mana ở đây được chia theo sử dụng các số các từ giao và pháp ý e các quá trình á. Cho nên Mana biến thành Manasa. Manasa là ở ý, bởi ý. Mana còn có nghĩa là tâm hay là ý à. Mana đây là ý. Vậy thì câu số 3 này à, Manasa sang qua rồ xà thủ lành thay sự phòng hộ ở ý. Lành thay sự phòng hộ ở ý. Rồi câu số 4, xà thủ sắp bát tha sang qua rồ xà thủ sắp bát tha sân quá rồ. Chữ sa thú, chữ sân quá rồ chúng ta biết rồi. Thì ở đây cái chữ sắp bát tha. Sắp bát tha do hai từ cộng lại, tức là sắp ba cộng với át tha. Sắp ba cộng với át tha nó biến thành sắp bát tha. Sắp bát tha đây là một trạng từ có nghĩa là tất cả mọi nơi, tất cả các nơi. Lành thay sự phòng hộ ở tất cả à, lành thay sự phòng hộ ở tất cả các nơi. Mà tất cả các nơi ở đây ám chỉ về mắt này, tai, mũi, lưỡi à, thân, ý à, tức là nói chung là lục căn của chúng ta ha. Chúng ta phải phòng hộ. Rồi à, câu số 5.
sabbatasang uto bhikkhu sabbatasang uto bhikkhu. Cái chữ sabbatha là tất cả các nơi ha, tất cả mọi nơi ha. Rồi chữ sang vũ tô, sang vũ tô nó cũng giống như chữ sang quá rô ha. Ở đây nó đứng làm cái dạng quá khứ phân từ nam tính, cho nên chúng ta không thấy là sang quá rô mà nó là quá khứ phân từ, cho nên nó là sang vũ tô, nó đứng làm chủ từ. À, số ít à, bà tham an e ca vê chân năng vị phát tí à, sang vũ tô à, có nghĩa là đã được phòng hộ, đã được hộ trì, đã được phòng hộ, đã được hộ trì sang vũ tô. Rồi, chữ Bhikkhu, đây là một danh từ nam tính ha, Ukranta Pumlinga. Và chữ Bhikkhu này nó cũng đứng làm chủ từ số ít, và tham an eto vachana vị phát tí, vị tỳ kheo. Bhikkhu là vị tỳ kheo. Rồi, câu số 5 này có ý nghĩa thế nào? Vì tỳ kheo phòng hộ tất cả. Vì tỳ kheo phòng hộ tất cả các nơi. Và câu số 6. Sabbadukha bamuccati, sabbadukha bamuccati. Câu số 6 chúng ta thấy có hai từ, sabbadukha là một ha, bamuccati là hai ha. Sabbadukha do hai từ, sabba là tất cả, dukha là đau khổ. Dukha do cái từ dukha, nó là một danh từ trung tính, akrantanapum sakalinga. Dukkha ở đây nó được chia theo xuất sư cấp số ít ha, xuất sư cấp tức là ban chấm ý quy pháp tí e ca vê chân na. Cho nên chữ dukkha biến thành dukkha. Dukkha là khỏi tất cả khổ đau, khỏi đau khổ, lìa đau khổ, rời đau khổ. Sabbadukha ở đây có nghĩa là tất khỏi tất cả khổ đau. Bởi vì chúng ta tất cả khổ đau chứ sabbadukha, còn cái động từ nó phía dưới này. Chữ khỏi có nghĩa là lìa, tức là cái động từ bamuccati. Bamuccati bởi vì chữ bamuccati đây là một động từ số ít, nhưng mà căn ngữ của nó là chữ mut là thoát khỏi, là tự do, là ra ngoài ha. Vậy thì bamuccati ở đây có nghĩa là được khỏi, thoát khỏi. Như vậy thì cái sabbadukha bamuccati được thoát khỏi tất cả khổ đau, được thoát khỏi tất cả khổ đau. Vậy thì câu Phật ngôn 361 cho chúng ta một ý nghĩa. Lành thay sự phòng hộ ở thân, lành thay sự phòng hộ ở khẩu,
lành thay sự phòng hộ ở ý, lành thay sự phòng hộ tất cả mắt tai mũi lưỡi thân ý. Vị tỳ kheo phòng hộ tất cả được thoát khỏi khổ đau. Xin lặp lại, lành thay sự phòng hộ ở thân, lành thay sự phòng hộ ở khẩu, lành thay sự phòng hộ ở ý, lành thay sự phòng hộ ở tất cả. Vị tỳ kheo phòng hộ tất cả được thoát khỏi khổ đau. Ngài Hòa Thượng với Đạo Phổ Thơ Lục Bát thế này: lành thay thân được hộ phòng, lành thay lời nói giữ không vọng hoàng, lành thay ý được buộc ràng, lành thay tất cả bảo toàn chẳng lơi. Tỳ kheo muốn thoát khổ đời, canh phòng mọi điểm khắp nơi trọn mình. Xin lặp lại ha. Lành thay thân được hộ phòng, lành thay lời nói giữ không vọng hoàng, lành thay ý được buộc ràng, lành thay tất cả bảo toàn chẳng lơi. Tỳ kheo muốn thoát khổ đời, canh phòng mọi điểm khắp nơi trọn mình. Và Ngài Hòa Thượng Minh Châu Đa Phổ Thơ Ngũ Ngôn thế này: lành thay phòng hộ thân, lành thay phòng hộ lời, lành thay phòng hộ ý, lành thay phòng tất cả, tỳ kheo phòng tất cả thoát được mọi khổ đau. Lành thay phòng hộ thân, lành thay phòng hộ lời, lành thay phòng hộ ý, lành thay phòng tất cả, tỳ kheo phòng tất cả thoát được mọi khổ đau. Như vậy thì với câu Phật ngôn này nói lên cái gì? Nói lên thân, khẩu và ý của chúng ta. Tức là chúng ta có ba cái nghiệp: nghiệp thân, nghiệp khẩu và nghiệp ý. Thân của chúng ta có ba: sắc, sanh, trộm cướp, tà hạnh trong các dục. Nghiệp khẩu của chúng ta có bốn: nói dối, nói lời dâm tục, nói lời vô ích, nói lời chia rẽ, vân vân. Và nghiệp ý của chúng ta là tham, sân và tà kiến. Đó là nói lên thập thiện nghiệp hay là thập ác nghiệp mà do chính cho bản thân của chúng ta tạo tác. Bây giờ chúng ta đi vào duyên sự ha. Chúng ta đi vào duyên sự để biết câu Phật ngôn này nói lên cái gì. Câu Phật ngôn 361, 360 cho chúng ta ý nghĩa là khi Đức Phật Ngài ngự tại chùa Kỳ Viên thì Ngài đã đề cập đến năm vị tỳ kheo. Tức là năm vị tỳ kheo này ngồi trong thiện pháp đường và bàn luận với nhau rằng: này chư hiền, tôi là người chế ngự căn môn là con mắt, vì con mắt là một cái căn, là một cái nơi khó chế ngự hơn cả. Nhưng mà vị khác lại nói: này chư hiền, cái lỗ tai là căn môn khó chế ngự hơn cả, tôi là người phòng hộ căn môn ở lỗ tai. Rồi cái vị thứ ba nói rằng: này chư hiền, theo tôi thì cái mũi là căn môn khó chế ngự hơn cả, tôi là người phòng hộ cái lỗ mũi. Vị thứ năm nói rằng: thưa chư hiền, thật ra cái thân môn mới là khó chế ngự, mà tôi là người chế ngự được cái thân này. Rồi cái năm vị này cho rằng mình đã hộ trì, mình đã bảo vệ, mình đã thu thúc mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, là coi như mình là số một. Thế là năm vị này mới bảo nhau rằng: thôi chúng ta hãy đem cái vấn đề này bạch hỏi nơi bậc đạo sư.
Và sau khi đảnh lễ Đức Phật xong, các vị tỳ kheo ngồi vào nơi phải lễ, bạch hỏi Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, chúng con mỗi người chế ngự một căn môn, thu thúc một căn môn. Chúng con cho rằng cái môn quyền mà mình đang chế ngự phòng hộ là khó chế ngự hơn cả. Bạch Đức Thế Tôn, trong chúng con ai là người chế ngự, ai là người thu thúc được cái môn quyền khó chế ngự nhất? Đức Phật không làm cho vị tỳ kheo nào sanh tâm là bất lạc. Ngài mới dạy rằng: Này các tỳ kheo, tất cả các căn đều khó phòng hộ thật sự. Một lẽ nữa, chẳng phải bây giờ mà các ngươi mới là người thu thúc căn môn đâu. Ở trong quá khứ, các ngươi vì không thu thúc các căn, không thực hành theo lời giáo giới của những bậc hiền trí, cho nên đã đi đến sự hoại vong. Chính vì không thu thúc căn môn, các vị tỳ kheo thỉnh cầu Bạch Đức Thế Tôn: Khi nào vậy? Đức Phật, Ngài mới giảng lên bổn sanh tất cả sĩ là cho biết rằng ta không bị rơi vào quyền lực của giả soa là do định tĩnh với sự tinh cần vững chắc trên con đường giáo giới của các bậc trí, và vì không có dễ vui trước sự tai hại cho nên ta mới đạt được sự an lành, thoát khỏi đại nạn ấy. Và Bồ Tát làm lễ tôn vương trước sự suy vong của hoàng tộc sanh lên từ giả soa. Ngài ngồi trên long ngai dưới cây lộng trắng chín tầng của vương triều, nhìn vương quốc mình mà thốt lên rằng: Sự tinh cần là pháp mà tất cả chúng sanh nên thọ trì. Và Ngài đã nhận diện bốn sanh. Này các tỳ kheo, trong thời kỳ ấy, các ngươi cầm lấy vũ khí sắc bén, tháp tùng theo bậc hiền trí đi chiếm lấy vương quốc Takasila. Trên đường đi, do không tu thúc mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, nên các ngươi lần lượt rơi vào cạm bẫy của giả soa. Các ngươi đã không hành theo lời giáo huấn của bậc trí trên đường đi, nên đã đi đến sự hoại vong. Riêng bậc trí không màng để những cảnh ấy, dù cho giả soa có hóa thân thành thiên nữ theo đuổi phía sau Ngài, Ngài cũng chẳng màng và đi đến thành Takasila được bình an vô sự và được làm vua. Hiền trí ấy chính là đứng như tại đây. Này các tỳ kheo, lẽ thường vị tỳ kheo cần phải thu thúc các căn mắt tai mũi lưỡi thân ý, vì khi vị tỳ kheo nào thu thúc các căn đó rồi thì sẽ thoát khỏi mọi khổ đau. Ở đây chúng ta thấy cái sự thu thúc mà nhất là mắt thấy cảnh sắc thì nó đi vào cái lỗ nhãn môn của một vị tỳ kheo, và khi vị tỳ kheo không vui thích với cái sắc ấy thì cái cảnh khả ái khả lạc cũng không có bất bình với cảnh xấu bất mỹ khả ố, không có sự phóng dật vì đắc ý không có đều đặn. Thu thúc là sự ngăn trừ, nghĩa là phòng hộ cho hành động mà vị tỳ kheo hiện trong môn quyền ấy. Nhĩ môn, thiệt môn, tỷ môn nó cũng giống như vậy. Thu thúc hay là không thu thúc không sẽ lên trong cái môn quyền đó, nhưng mà sẽ sanh nối theo cái lộ động tốc. Thật vậy, sự thu thúc sanh lên do nương vào năm cái pháp bất thiện, đó là vô tín, không kham nhẫn, lười biếng, thất niệm và vô minh. Năm cái pháp bất thiện này thường hiện khởi trong lộ tâm động tốc bất thiện. Còn thu thúc có được là do năm cái pháp đức tin, nhẫn nại, tinh cần, ghi nhớ và trí tuệ hiểu biết. Năm cái pháp này thường hiện khởi trong cái lộ động lực thiện. Và khi Đức Phật nói lên câu Phật ngôn này, tức là 360, 361, thì năm vị tỳ kheo này chứng đạt thánh quả
dựng lưu. Duyên sự này cho chúng ta thấy rằng năm căn khó giữ nhất căn nào, năm vị thì khưu luôn thấp cao, ai cũng cho mình là hữu lý, cùng vào hỏi Phật định ra sao. Phật bảo vì không giữ giới răn, năm thầy đã bị dạ xoa ăn, một mình Bồ Tát là ta sống, nhờ đáng kiên trì đủ lục căn. Kiếp trước năm thầy đã bị thua, riêng ta toàn thắng được làm vua. Tỳ khưu phải giữ toàn sáu cửa, biển khổ chưa qua chưa cực đùa. Tô Phật ngôn 360-361 cho chúng ta thấy rằng lục căn, tiếp xúc với lục căn sinh ra lục thức. Căn trần thức trong con người của chúng ta ai cũng có, nhưng mà có để làm gì? Chúng ta không biết nó thiện hay nó ác. Khi mà chúng ta nhận định thì do cái biệt nghiệp của mỗi người, để rồi họ nhìn, họ đóng sai, họ nhìn, họ không màng tới, thì cái thiện và cái bất thiện thì giữa sự tiếp xúc của lục căn và lục trần, thì cái sự nhận thức, cái lục thức này nó xuất hiện. Và chính cái lục thức này nó xuất hiện trong mỗi con người của chúng ta, ai cũng đồng đều nhau hết á. Nhưng mà do cái ba la mật trong quá khứ nó hỗ trợ cho chúng ta để sự nhận thức về thiện hay là bất thiện, nó đi theo cái duyên nghiệp. Ta đi với nghiệp của ta, dầu cho tốt xấu tạo ra tự mình. Tức là chúng ta cứ để cho pháp nó vận hành, để cho pháp nó vận hành, và chúng ta hãy nhận diện về cái thực tánh của pháp, thì có như vậy chúng ta mới có sự an vui. Thế còn bây giờ chúng ta đưa cái bản ngã vào, tức là vo tròn bóp méo sự thật, thì chính cái bản ngã này nó đưa chúng ta đi vào sanh tử luân hồi, phiền não khổ đau. Còn chúng ta hãy để cho pháp nó vận hành, hãy nhìn vào nó, để rồi không đưa cái bản ngã tham sân si vào, thì chúng ta sẽ được an vui. Chúng ta sẽ thực hành thuận pháp. Vậy thì câu Phật ngôn 361 nói lên chính bản thân của chúng ta, tức là mắt tai mũi lưỡi thân ý tiếp xúc với sắc thinh hương vị xúc pháp, và nó sinh ra nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Căn trần và thức này do chính chúng ta điều khiển, mà mỗi người của chúng ta ai cũng đồng đều nhau cả thầy. Nhưng mà chúng ta điều hành nó để coi như là được an vui hay là đau khổ. Cái chữ phích khu thiếu chữ hát, xin Nhật Quỳnh chữ phích khu quốc cá nè, thiếu chữ hát. Rồi, như vậy thì buổi sinh hoạt của chúng ta đến đây cũng tạm dừng ha. Và quý vị thấy rằng trong cái câu Phật ngôn này nói về phẩm tỳ kheo, mà đây cũng là một cái chuyện vui ha. Trong cái bài bài mà dân y Tát Thi Na mà đi nhiễu Phật á, mà kệ nhiễu Phật á, thì có cái đoạn mà quý vị thấy rằng có một câu vui lắm: chư tăng hoan hỷ lãnh thâu, chư tăng hoan hỷ lãnh thâu. Cái câu này ám chỉ có phải rằng các cái vị tỳ kheo, những cái vị sư với cái tâm tham, người ta đưa bao nhiêu nhận hết bấy nhiêu hay sao vậy?
tham lam quá độ ha. Tức là chư tăng quan hỷ lãnh thâu, hoặc là ví dụ như trong cái 38 điều hạnh phúc á, có một cái câu vui mừng đến của đã có, tức là coi như cái gì có là vui à, à người ta đem tới, hoặc là cái gì mà ít nhiều rồi gì đó, nghĩa là vui mừng đến của đã có. Thì như vậy ở đây nói lên cái gì? À, một cái đại dương, một cái biển không bao giờ thừa mà không bao giờ dư, à, tức là nước ở trong biển không bao giờ đầy mà không bao giờ vơi. Thì ám chỉ chư tăng ở đây hoan hỷ lãnh thâu là trong cái vòng sima đó, người ta đã cúng dường đến tăng chứ không phải là cúng dường đến cá nhân hả? À, và chư tăng bảo trì, à, hoặc là đem san sẻ cho những vị cùng an cư nhập hạ tại đó, chứ không phải là lãnh thâu rồi cứ bỏ vô phòng mình là trụ trì là bao nhiêu cũng thùn vô túi hết. Lãnh thâu cái kiểu này là không được, mà lãnh thâu ở đây để rồi phân chia ra để san sẻ cho những cái vị thiếu, những cái vị nhập hạ ở tại chùa, chứ không phải là lãnh thâu để rồi cái mình hưởng lợi một mình, không được ha. Mà tri túc luật hòa, tri túc tức là cái chữ mà biết đủ, biết đủ gọi là tri túc, tức là bao nhiêu cũng không vừa nên chứ đừng nói biết đủ. À, biết đủ ví dụ như bây giờ thấy vật thực ngon quá, làm đầy một bình bát, mà khi đầy một bình bát là mình tri túc trong bình bát của mình, nhưng mà ăn rồi thừa mứa nên bỏ. À, cái trường hợp chư tăng thì ăn chén trong bát, còn chư Phật tử thì quý vị thấy buffet á, món làm ngon á, chơi đầy một dĩa luôn, rồi ăn vài ba miếng bỏ mứa, thì cái đó gọi là tri túc không? Tri túc tức là mình biết trong bình bát mình vừa phải cái bụng của mình thôi, chứ không phải tri túc là làm đầy một bình bát rồi cái bụng bao nhiêu mà chứa. Thì mình thấy cái món gì vừa khẩu vị của mình, lấy đủ ăn là tốt rồi. À, cái đó mới gọi là tri túc, chứ không phải nói tri túc là có bao nhiêu biết bấy nhiêu, biết kiểu này có ngày bể bụng luôn á. Rồi bây giờ rồi bà con ơi, hôm nay cầu Phật ngôn 360-361 nói lên cái vấn đề mà chúng ta phải thu thúc và kiểm soát, phải biết mình. À, chính cái sự biết mình này là một cái điều an lạc đem đến cho chúng ta. À, với phước lành chúng ta học hỏi những lời dạy của Đức Phật để áp dụng cho cuộc sống chúng ta được sự an vui, tiến hóa. Xin chư thiên quan hỷ công đức chúng tôi làm để tự thành phúc quả rồi hộ trì chúng sanh. Những người tu giới hạnh bố thí và tâm thiền, xin qua lực vô biên, chư toàn giác độc giác và thiên văn tín chúng, hộ trì đến tăng ni và thiện nam tín nữ gồm Phật giáo Nam truyền được an lành tịnh lạc. Ê tê nạ sa chô quát chê nạ sô thủ vô hô thủ sa bà đà. Do lời chân thật này, kính dân hòa phước lên chư tôn thiện đức tăng ni và đạo tràng pháp hội thiền hữu trí thức luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bụt Thà Dạ. Xin mời sư đồng nhật kết thúc buổi sinh hoạt của đạo tràng. Ya ni ta pu ta ni sama ga ta ni pum ma ni wa ya ni wa ang ta le ke sa be wa pu ta sumana pa wan tu a po bisa ka chang sunan tu pa si tang ta ma hi pu ta ni sama ta sam be me tang ka ro ta ma no ya pa cha ya ni wa cha ra to cha ran ti ye pa ling Tang na no na ti ta ha ga te na i dang vi bua
viragang amatang panitang jadacha gasa yamune samahito nate thamme na samati kinchi dang vi thamme ratanang panitang ete na sakye na suvati ho tu yang buata setho bariwan na jesu chin samati manam tarikang yama samadhi na te na samo na vechati dang vi thamme ratang bani tang e te na sacce na suvati ho tu ye bung gala atta satang vasatha chata ri e ta ni yuga ni hon ti te da ki nai ya sugata sasa waka e te sudha ni mahapala ni dang sanghe ratanang bani tang e te na sacce na suvati ho tu ye sum bayutta manasa dan he na nikka mino go tamasa sanang hi te pati bhakta amatang vi hay ga lata muta nip bu tinh puan cha ma na i dang vi sanghe ratanang bani tang ê tê na sa ê na su văn thi hô tu gia linh đa khi lô ba ta huynh si tô si gia cha tôn phi qua tê phi a sâm ba căm bi vô ta thu ba mang so bù ri giang qua đa mi bù a ri a sa cha ni a we